Hệ lụy khôn lường khi dùng kem đánh răng trị mụn. Chị em chúng mình vẫn truyền tay nhau về cách trị mụn bằng kem đánh răng. Nếu bạn từng nghe nói kinh nghiệm làm đẹp da từ kem đánh răng hay là từng hy vọng da sẽ trắng sáng sau khi dùng kem đánh răng trị mụn. Trên mạng xã hội Facebook, nhiều chị em truyền tay nhau câu chuyện dùng kem đánh răng để trị triệt để mụn trứng cá. Cách dùng là bôi trực tiếp kem đánh răng vào vết mụn mủ, viêm, mụn đầu đen để qua đêm, sáng dậy rửa mặt. Nhiều chị em cho rằng trong kem đánh răng có chứa canxi cacinat có tác dụng hút dầu cực tốt, ngăn chặn tiết bã nhờn, giúp làm sạch da. Chưa hết, kem đánh răng còn có triclosan có khả năng diệt khuẩn, làm sạch lỗ chân lông, kháng viêm hiệu quả nên có thể ngăn chặn mụn trứng cá, trị mụn đầu đen, mụn cám cực hiệu quả. Nhiều người còn hòa kem đánh răng vào mối khoáng như một nguyên liệu để đắp mặt nạ. Tuy nhiên, đây là một thông tin phản khoa học, thậm chí phản dụng ngược. Các bác sĩ da liễu khuyến cáo, đúng là trong kem đánh răng có một vài thành phần vô tình có tác dụng trên mụn trứng cá như triclosan. Tuy nhiên, chất này đã và đang bị cấm tại một số quốc gia. Ngay cả nhiều công ty sản xuất kem đánh răng cũng không còn sử dụng triclosan trong các công thức vì tính độc hại của nó. Các chất chúng ta tưởng có thể đánh bay mụn như baking soda, sodium pyrophosphate thực tế được sản xuất để làm trắng răng nên sẽ ở nồng độ phù hợp với cấu trúc của răng và lợi chứ không phù hợp với cấu trúc của da. Việc bôi kem đánh răng lên da hoàn toàn có thể phá vỡ rào cản dưỡng ẩm và màng lipid của da, khiến làn da nhạy cảm kích ứng, giãn mạch, khiến da bị tổn thương, bong chóc, kích ứng đỏ, rát, giãn mạch, trứng cá viêm và trứng cá kích ứng nhiều. Sự phục hồi da tổn thương này sẽ khó khăn và mất rất nhiều thời gian, có thể kéo dài đến hàng năm. Một sản phẩm trị mụn cho da phải đáp ứng đúng yêu cầu về liều lượng và độ pH cân bằng bằng 5, đặc biệt không chứa methanol hoặc chiết xuất cồn. Việc không hiểu biết về kiến thức da liễu sẽ khiến da phản vệ dị ứng thậm chí tiền mất tật mang vì làm đẹp. Để có một làn da sạch mụn nhưng phải khỏe mạnh thì khi bị mụn trứng cá hãy đến khám, tư vấn và điều trị bác sĩ chuyên khoa da liễu để được kê đơn với sản phẩm thuốc, dược mỹ phẩm chính hãng sản xuất để điều trị trứng cá, phù hợp từng phác đồ. Trang Dung, nguồn the Healthy Side.